làm giàu một cách khoa học. Tại sao có những người luôn có được sự sung túc, trong khi những người khác lại phải sống trong nghèo khổ, đói kém, mặc dù họ cũng tài giỏi như bao ai? Câu trả lời sẽ được chính bạn khám phá trong này. Dù có bao nhiêu lời khen ngợi hay bênh vực cho sự nghèo khổ đi nữa, thì vẫn luôn tồn tại một sự thật rằng cuộc đời của một con người sẽ không bao giờ được hoàn thiện hoặc thành công nếu người đó không giàu có. Và nó cũng sẽ xảy đến với bạn khi bạn học và áp dụng những phương châm rất thực tế và đơn giản này. Phải có lòng tin và sự tin tưởng. Bất cứ điều gì bạn muốn trong cuộc sống đều đã có sẵn và đang chờ bạn. Nó được dành cho tất cả mọi người, đàn ông và phụ nữ, những người luôn khát khao giàu sang và thành công. Dành cho những người đặt mục tiêu làm giàu lên hàng đầu. Bất kỳ người đàn ông hoặc phụ nữ nào sẵn sàng thực hiện điều đó chắc chắn sẽ trở nên giàu có, bởi khoa học làm giàu thực sự là khoa học. Và khoa học thì không bao giờ sai. Để phát triển tối đa về mặt trí tuệ, cơ thể và nhân cách, hoặc theo một người khác, chính là quyền được trở nên giàu có. Mục tiêu của tự nhiên chính là sự tiến bộ và phát triển của cuộc sống. Và mỗi một người nên có được những điều đó để chúng góp phần vào việc tạo nên sức mạnh, sự quý phái, cái đẹp và sự giàu sang. Một người được cho là giàu có khi anh ấy có được tất cả mọi thứ anh ấy muốn để sống tất cả các cuộc sống mà anh ấy có thể sống. Và tất nhiên không ai có nhiều tiền đến mức có thể có tất cả. Thành công trong cuộc sống chính là khi chúng ta có thể trở thành người chúng ta muốn. Mong muốn được giàu có không hề sai trái. Khát khao giàu có chính là khát khao được sống một cuộc sống đầy đủ hơn, phong phú hơn, và khát khao ấy hoàn toàn đáng được hoan nghênh. Chúng ta sống vì ba động lực sau đây: sống vì vật chất, sống vì tinh thần và sống vì tâm hồn. Một người không thể phát triển tinh thần toàn diện nếu không đọc sách hoặc không có cơ hội để đi du lịch và thời gian quan sát, hoặc không có sự đồng hành của trí tuệ. Một người đàn ông không thể hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng, người cha tốt nếu anh ấy không cho vợ con bất cứ thứ gì. Có những định lý nhất định mà nếu tuân theo, bạn chắc chắn sẽ trở nên giàu có một cách căn bản. Việc sở hữu tài sản hay tiền bạc là kết quả của việc lao động theo một hướng nhất định. Những người hành động theo hướng nhất định này sẽ giúp họ trở nên giàu, dù nó xảy ra một cách cố tình hay ngẫu nhiên, trong khi những người dù làm việc rất chăm chỉ nhưng không đúng phương pháp thì vẫn không thể trở nên giàu có. Quy luật cuộc sống đã quy định gieo nhân nào gặt quả ấy. Vì thế bất kỳ ai làm việc theo một hướng đi nhất định thì chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Cái giàu và cái nghèo luôn tồn tại song song, kề cạnh nhau ở mọi nơi, ở cùng một môi trường sống hoặc thậm chí ở cùng một ngành nghề. Ví dụ cả hai người đều sống cùng một khu dân cư, có cùng một công việc, thế nhưng một người lại giàu có trong khi người kia thì lại vẫn sống nghèo khổ. Nếu tìm hiểu về những người giàu có, chúng ta có thể nhận thấy rằng họ có rất nhiều điểm tương đồng với mọi người. Họ không hề có nhiều tài năng nổi bật hoặc khả năng đặc biệt. Điều này chứng tỏ việc có nhiều tài năng hoặc khả năng đặc biệt không làm họ giàu có, mà là vì họ vô tình hành động theo một hướng nhất định. Dành dụm hoặc tiết kiệm không tạo nên sự giàu có, bởi có rất nhiều người dù chi xài tiết kiệm nhưng vẫn nghèo, trong khi có những người tiêu xài rất thoải mái là giàu có. Từ tất cả những ví dụ trên, việc trở nên giàu có là kết quả của việc làm theo một hướng nhất định. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu hướng đi nhất định này có quá khó nên chỉ một số người có thể làm được. Điều này không hoàn toàn đúng nếu chúng ta xét về mặt khả năng vốn có. Cả người thông minh và người đần độn đều có thể trở nên giàu có. Việc đối nhân xử thế cũng như nơi có những người mình cần cũng cần thiết để trở nên giàu có. Ngoài những hạn chế chung chung đã liệt kê ở trên, thì việc trở nên giàu có không phụ thuộc vào những ngành nghề cụ thể, mà nó phụ thuộc vào việc bạn thực hiện nó theo một hướng nhất định. Nếu như hiện nay bạn đang kinh doanh nhưng không thành công, trong khi những người khác trong cùng khu vực và cùng ngành kinh doanh là giàu có, thì có nghĩa là bạn đang không kinh doanh đúng theo hướng mà họ đang làm. Dù bạn có đang nghèo khổ ở mức nào đi nữa, thì việc bạn thực hiện theo một hướng nhất định chắc chắn sẽ giúp bạn trở nên giàu có, và bạn sẽ bắt đầu tạo ra vốn. Việc tìm kiếm nguồn vốn là một bước trong hành trình trở nên giàu có, và bước này sẽ thành công nếu chúng ta hành động theo một hướng nhất định. Bạn có thể không có bạn bè, nguồn cảm hứng hoặc tài sản, nhưng nếu bạn bắt đầu hành động theo một hướng nhất định thì chắc chắn bạn sẽ giàu có, giống như việc gieo nhân nào gặt quả ấy. Không có vốn rồi bạn sẽ có vốn. Nếu bạn đang kinh doanh sai rồi bạn sẽ kinh doanh đúng. Nếu bạn đang ở một nơi sai thì bạn sẽ về đúng chỗ. Và bạn có thể làm được bằng cách hành động theo một hướng nhất định để tạo nên thành công cho công việc hiện nay của bạn. Trong cuộc sống không hề có chuyện một người cứ mãi giàu có vì các cơ hội bị cướp khỏi tay họ. Bởi một số người đã chiếm giữ sự giàu có và đã xây tường rào bao bọc xung quanh sự giàu sẵn ấy. Bạn có thể không thành công trong kinh doanh một số lĩnh vực nhất định, nhưng vẫn còn những cơ hội khác sẽ đến với bạn. Tại những thời điểm khác nhau, cơ hội sẽ mở ra những hướng đi khác nhau. Hướng đi này phụ thuộc vào nhu cầu và mức độ phát triển của tầng xã hội. Không hề có chuyện việc thiếu thốn nguồn cung của cải buộc chúng ta phải sống nghèo khó, bởi của cải luôn luôn dồi dào cho tất cả mọi người. Tất cả các gia đình trên thế giới đều có thể xây dựng một cung điện rộng lớn như thủ phủ ở Washington chỉ với các nguyên liệu của nước Mỹ. Sản phẩm hữu hình có thể xài hết, nhưng sản phẩm vô hình thì không bao giờ cạn kiệt.
tất cả mọi thứ nhìn thấy được trên vũ trụ đều được tạo ra và phát triển từ một thứ vật chất. Ngày ngày, cái mới vẫn được tạo ra, những cái cũ bị thay thế, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ một vật duy nhất. Mọi vật chất khác nhau trong cuộc sống này đều xuất phát từ một thứ, và thứ đó chính là tư duy suy nghĩ. Tóm tắt lại là, tư duy tạo nên cuộc sống, và chính bản thân của tư duy đã thâm nhập len lỏi vào mọi không gian của vũ trụ này. Tư duy hiện thực hóa trí tưởng tượng. Tư duy giúp tạo thành vật chất, và bằng cách kết hợp tư duy của mình với vật chất vô hình, con người có thể thực hiện hóa những suy nghĩ của mình. Một người cần phải có khả năng suy nghĩ theo hướng mình muốn, đây chính là bước đầu tiên để trở nên giàu có. Hãy loại bỏ ngay suy nghĩ nghèo khổ là số phận của bạn. Khao khát trở nên giàu có đơn giản chỉ là khả năng có một cuộc sống đầy đủ hơn. Mỗi khao khát là một nỗ lực để biến những khả năng tiềm tàng thành hiện thực. Khao khát được tạo ra từ sức mạnh của mong muốn được thể hiện. Sức mạnh ấy khiến chúng ta mong muốn có nhiều tiền hơn, và nó cũng giống với sức mạnh khiến một cái cây phát triển. Mong muốn có được một cuộc sống đầy đủ hơn đã làm được điều đó. Tất cả mọi thứ vốn dĩ đều là của bạn. Bạn tự quyết định xem điều gì là đúng. Tuy nhiên, mục tiêu của bạn cũng nên hòa hợp với mục tiêu của tất cả. Giàu có cũng không chỉ đơn thuần là đáp ứng các yêu cầu về mặt tinh thần, học hỏi thêm nhiều kiến thức, theo đuổi đam mê, trở nên nổi tiếng hơn. Tất cả những nhu cầu ấy cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng nếu chỉ sống cho tinh thần, thì đó cũng chỉ là một cuộc sống tạm bợ, và bản thân sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn được. Và bạn cũng sẽ không muốn cảm nhận giàu sang theo cách hy sinh cuộc sống mình để đem lại điều tốt đẹp cho người khác. Đánh mất bản thân vì muốn cứu giúp người khác, hoặc chỉ cảm nhận sự giàu có thông qua niềm vui của việc làm từ thiện. Niềm vui của tâm hồn cũng chỉ là một phần của cuộc sống, và sống chỉ cho tâm hồn cũng không giúp ta trở nên cao quý hơn người khác. Giàu có cũng cho bạn nhiều cơ hội để yêu thương hơn, giúp cho bạn và thế giới tìm ra được giá trị thực sự hơn. Hãy nhớ rằng, nếu bạn muốn giàu có một cách khoa học và chắc chắn, thì tốt nhất là hãy từ bỏ suy nghĩ tranh giành đi. Đừng bao giờ sợ hãi rằng một ai đó sẽ lấy mất những gì bạn muốn. Điều đó không thể xảy ra, vì bạn không tìm kiếm thứ của người khác. Bạn không tìm kiếm, mà bạn sẽ tạo ra thứ mình muốn. Toàn bộ quá trình của việc thay đổi suy nghĩ và sự ăn năn đều nằm gói gọn trong ba chữ lòng biết ơn. Rất nhiều người dù có sắp xếp cuộc sống tốt cách mấy nhưng vẫn không thể giàu có, bởi họ thiếu mất có lòng biết ơn. Quy luật gia tăng giá trị cuộc sống cũng có căn bản và chính xác như luật hấp dẫn vậy. Vì làm giàu thực sự là một môn khoa học. Người làm công ăn lương cũng có thể làm được giống như tất cả mọi người khác. Đừng cảm thấy rằng mình không có cơ hội làm giàu, bởi vì bạn đang làm việc ở một nơi không hề có cơ hội cho sự phát triển, ở nơi mà đồng lương không đủ nuôi sống bản thân. Thế nhưng, hãy vững tin làm việc, hãy đặt ra mục tiêu và biết mình muốn gì, rồi bạn sẽ thành công. Nếu mọi người có một đầu óc cấp tiến, có niềm tin rằng họ sẽ trở nên giàu có và tiến lên với mục đích kiên định để làm giàu, không điều gì có thể kìm hãm họ mãi trong cảnh nghèo khó. Tuy nhiên thì trong hiện tại, chỉ cần biết rằng không một nhà nước nào nơi bạn đang sinh sống có thể ngăn bạn làm giàu. Khi bạn bước vào vùng đất tư duy sáng tạo, bạn sẽ nâng mình lên khỏi những điều đó và trở thành công dân của một vương quốc khác. Đừng mãi băn khoăn với những câu hỏi như làm thế nào để vượt qua những khó khăn có thể đe dọa việc kinh doanh của bạn, trừ khi bạn thấy rõ ràng rằng phải lập tức thay đổi hành động ngày hôm nay để tránh chúng. Cho dù một chướng ngại vật lớn đến mấy có thể xuất hiện ở đằng xa, chỉ cần bạn tiếp tục hành động theo một hướng nhất định, thì khi bạn đến gần, nó sẽ tự biến mất, hoặc nó đã lệch sang một hướng khác rồi. Không một tình huống nào có thể ngăn cản những người làm giàu bằng cách nghiêm túc thực hiện các phương pháp khoa học. Không một ai làm theo phương pháp này mà thất bại như phép tính 2x2, không thể cho ra kết quả nào khác số 4. Đừng căng thẳng suy nghĩ về những biến cố, khó khăn, sợ hãi hoặc những tình huống bất lợi có thể xảy ra. Thời điểm thích hợp để bạn đối mặt với chúng là khi chúng xuất hiện trước mặt bạn ngay lúc này. Và khi đó bạn sẽ thấy rằng mọi khó khăn đều đi kèm với lời giải đáp giúp bạn vượt qua tất cả. Cẩn trọng trong lời nói của bạn, đừng bao giờ nói về bản thân, một sự việc hoặc bất kể điều gì bằng một giọng điệu chán nản. Đừng bao giờ chấp nhận thất bại hoặc nói điều gì thể hiện rằng có khả năng thất bại. Đừng bao giờ nói rằng đây là thời điểm khó khăn hoặc tình hình kinh doanh không thuận lợi. Đối với những người trong môi trường cạnh tranh, họ có thể có những lúc khó khăn hoặc việc kinh doanh không ổn định, nhưng điều đó không thể nào xảy ra với bạn. Bạn làm ra những gì bạn muốn và bạn vượt lên trên nỗi sợ hãi. Nếu bạn giữ vững lòng tin, tiếp tục với mục tiêu của mình với một thái độ biết ơn, cộng với nỗ lực làm việc mỗi ngày, làm tất cả mọi chuyện có thể làm được trong ngày hôm nay, hết mình thực hiện thật tốt trong một tâm thế của người sẽ thành công. Bạn thất bại bởi vì bạn chưa đủ khao khát, hãy tiếp tục và điều tốt đẹp hơn chắc chắn sẽ đến với bạn. Tất cả mọi người đều làm đúng những chỉ dẫn chắc chắn sẽ trở nên giàu có, và sự giàu có họ nhận được nó sẽ giống hệt như những gì họ luôn suy nghĩ, phù hợp với mục đích của họ, và càng củng cố thêm lòng tin của họ và càng khiến họ học biết ơn nhiều hơn.
Đừng quên nhấn like với share cho mình. Đừng quên subscribe kênh YouTube. Và ai đang xem clip này cho mình ý kiến nói tóm lại. Comment like với share.